Đây cả nhà, hôm nay có cái cô gọi đó hả? Dạ con cũng biết nữa, thì nói ghé đến thăm hoàn cảnh của chị này này, nuôi mấy đứa con luôn. Con bé em đi làm. Dạ. Vậy là à, con hàng xóm mà sao thấy đẹp đẹp quá trời, trắng trẻo. Không giống con. Không có giống hả? Con sớm không bao giờ giống. À chưa thấy mà trắng đẹp trai quá. À vậy là mình là mấy đứa chị? Ba đứa con, nó ba đứa với em đó, em út hả? À, em gái út. À, ba đứa con là cái em trắng này lẫn phải ha. Dạ không phải. Dạ. Con dài. Đây là công việc của chị đó hả? Dạ. Công việc này là cái này là gì, máy cái gì đấy? Dạ, cái này là máy dài á. Máy dài hả? À. Cái này là mình đem về nhà mình gia công ở nhà ha. À vừa làm vừa dưỡng con. Đây là nhà mình hay sao chị? À nhà mướn. Đây là mình mướn bao nhiêu tiền một tháng? 1,5 triệu. Điện nước xong chưa? Điện nước xong 1,8 triệu. Con trai ngồi xuống đi để chú nói chuyện, mình đừng có ồn nha. Ngồi yên đi để chú cứ Thảo nói chuyện nha. Là đây là con trai đầu hả chị hả? Con bao nhiêu tuổi rồi con? Con trai bao nhiêu tuổi rồi? Ngồi tới đây chú hỏi thăm coi. Ngồi tới đây. Trời ơi. Bao nhiêu tuổi rồi chị? 5 tuổi. Rồi đến bé gái này hả? 3 tuổi. Rồi đến con gái út là mấy tuổi? 2 tháng rồi hả? À. Con chị nói mấy bé đừng có bật đồ lên ồn lắm để mình nói chuyện. Yên lặng chú nói chuyện chút xíu đi nha. Im. À. Rồi à, chồng mình đâu chị? Nó chơi, nó tụ tập ra kia, nó không có lo làm phụ, nó đi chơi rồi đó, bị công an bắt đó, anh không biết. Bắt rồi hả? Dạ. À. Chơi gì, đề đóm hay là cờ bạc hay sao? Không chơi đập đá đỡ gì quá, ngoài bạn nó không biết. À vậy hả? Bị bắt lâu chưa? Là có nghĩa là công an vẫn chưa liên lạc với người nhà ha. Dạ. À là có nghĩa là từ lúc mang bầu kia rồi. Dạ. Lâu chưa? 5 tháng chưa? Dạ hơn rồi. Hơn 1 năm rồi hả? Mang bầu có đẻ hả? Dạ lúc mang bầu có đẻ. À, có nghĩa là vậy á hả? Hai vợ chồng cưới hỏi gì không? Không cưới hỏi gì luôn rồi. Chị gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 23. Trời ơi mới có 23 tuổi thôi hả? Dạ. 23 tuổi mà ba bé luôn rồi. Dạ. Là bé kia 5 tuổi là vừa 18 tuổi là đã có bầu rồi. Còn rất là trẻ, mới có 23 tuổi thôi. Rồi mình giờ ông bà ngoài rồi còn không? Ông ngoại chết rồi, còn bà ngoại là ông ngoại là mất rồi, còn bà ngoại thôi. Dạ. Bà ngoại ở đâu? Bà ngoại ở xuống dưới đường kia. Là cùng gần đây hả? Dạ cũng gần. Rồi bà ngoại bây giờ là bà ngoại đi làm gì, có phụ cho mình không? Bà ngoại già yếu mà không có phụ, chứ là bà ngoại cũng khổ, nó không có phụ. Em gái này thì còn quá trẻ cả nhà, chỉ có mới 23 tuổi thôi mà. Rồi các con của mình ba hai bé này có được đi học không? Dạ chưa. Chưa đi học luôn. Dạ. 5 tuổi rồi mới cho đi học à? Khổ quá, không có đủ khả năng cho đi học. Ôi trời vậy á hả? Thằng nghe nói là kia nó mang bầu con này, nghe nói là nó bỏ đi rồi. Con này tự sống mình nuôi mấy em. À quên nữa, nói cái chuyện nuôi mấy đứa em nữa. Là bây giờ hiện tại mình nuôi ba đứa con, mới còn nuôi thêm mấy đứa em nữa. Dạ, nuôi này. Nuôi bé này nữa. Em này có được đi học không? Dạ không. Không luôn hả? Em gái năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Nay con nhiêu tuổi đó? 9 tuổi hả? Ờ. Tôi hay dẫn cho pha cho để hai anh coi nè. Ờ, có pha sữa cho em đi cái đã. Sữa trời cho ơi, mẹ. Nheo nhóc quá trời á. Đừng thấy mẹ nó bỏ ngay, mấy năm đi chồng đâu rồi.
À vậy hả? Sao nói già rồi mà sao mà... À bà ngoại là già. Vậy là ba mẹ của em này còn không? Ba mẹ nó đi ăn nhau mà bỏ rồi đâu rồi. À cho thôi để để xíu là hỏi chi tiết coi, tại vì đang pha sữa cho em nhỏ. À vậy hả, quên hả, tưởng nó ý là hỏi bên ngoài của mấy đứa nhỏ chứ. Dạ. Chị là cô là ở đây hả? Cô ngồi qua đây được không? Cho con hỏi thăm đấy. Cô ngồi đây, cô Hoàng, cô biết hoàn cảnh của em này thì cô nói cho con. Đây đang pha sữa. À, em mới cho anh hỏi em là tên gì? Em gái cho anh hỏi em tên gì? Dạ em tên Vân. Tên Vân hả? Dạ. Gì Vân? Dạ Nguyễn Thị Thanh Vân. Nguyễn Thị Thanh Vân. Dạ. À, cái công việc mà mình vay may dài này là một ngày mình lấy tiền hay là lấy theo sản phẩm hay sao? Dạ, là lấy sản phẩm theo đôi, nhưng mà làm để dồn tới tuần để đánh ra đó nhà. À, là một tuần là được bao nhiêu tiền? Một tuần nhiều khi có hàng nhiều thì làm được 300-400, có khi tại vì hàng ít lắm. À, tại tùy theo hàng nhiều hay ít hả? Dạ. À, là một tuần là được vài trăm ngàn. À, hồi nãy anh có hỏi là ông bà ngoại á, thì ông bà ngoại của mấy ông bà ngoại của em á đúng không? Rồi còn ba mẹ của em đâu? Ba mẹ thì không ở chung với nhau nữa, ba đi đâu không biết nữa, lúc nào không có gọi tới không biết. Tại ba ổng không có thương. Ba không có thương. À. Còn mẹ, mẹ bỏ đi theo người ta. Mẹ có gia đình mới rồi á hả? Dạ. À. Rồi là có một mình em thì bây giờ là chị đầu đúng không? Dạ. Chị hai. Dạ. À, là gánh vác gia đình rồi lo cho hai em. À, lo cho em này với còn một em nữa phải không? Nghe cô này nói vậy nè. Dạ, bữa nó ở đây, lúc nó ở đây giờ nó thấy không tiền, ông bạn nó đi làm ở nhà ta. À, em kia là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, nó mới có 14 tuổi. 14 tuổi, dạ. Cùng con gái hay là con trai? Dạ, con gái. Là ba chị em gái hả? Dạ. Nó luôn là bốn chị em gái. Vậy đâu người nữa? Đi, có chồng đi theo chồng nữa. Là chị của em hay là em? Dạ, em nhỏ thứ ba. Nhỏ thứ ba, em là chị hai. Dạ. Nhỏ thứ ba là có chồng. Dạ. Rồi bé thứ tư là bây giờ đang đi giúp việc hay là đi làm cái gì em? Thì cũng đi làm giày dép nhà ta. Ờ, à, đi làm thuê cho người ta. Người ta bao ăn bao ở. À, rồi còn đây là em út nữa, là bây giờ theo chị để giữ cháu. Dạ. Trời, hoàn cảnh mình thấy bi đát quá hả? Rồi anh hỏi thăm về cái người chồng em xíu, là hồi đó là hai người thương nhau rồi và đến với nhau vậy thôi ha. Nhưng mà sinh nhiều bé quá. Rồi hồi đó chồng có chịu đi làm gì không? Lúc mà hồi đó cũng đi làm, sau này cái tụ tập chơi với mấy người ở đây á, chơi ở đâu ngoài đường á, giờ cái người ta tụ tập này kia, người ta bài chơi này chơi kia, cái từ đó nó đi chơi cũng không phụ được gì hết. Về còn đánh đập là sau này mới hư ha. Dạ. Cho trước đó là đi làm cái gì em? Dạ, cũng đi làm ở ngoài, nó kêu làm gì làm đó, làm công vậy, làm ngày đó ha. Dạ. Ừ. Rồi ông bà nội em, ông bà nội là có nghĩa là ba mẹ của cái chồng em á? Không có ngó tới. Ở đây hay ở đâu? Không, ở quê ở Cà Mau là. Có Cà Mau hả? Dạ. Bà ba đứa cháu vậy mà ngó tới. Dạ. Rồi em về đây được bao lâu rồi? Về mới về đây ở được mấy tháng. Là hồi trước em ở đâu? Hồi trước cũng muốn vòng vòng ở ngoài, giờ lên nhiều khi không có tiền trả người ta rồi. Ở đây luôn đi, đây bà con ở xóm ta cũng giúp đỡ cho. Ở đây. Rồi. Con nhỏ nữa ở đây cũng đi. Dạ. Có bà con rồi. Đây là có đăng ký tạm trú tới đâu bên phường không? Xã không? Mới về thôi hả? Mới về tháng mấy hôm nó ở bên kia. Dạ. Lúc trước là với lại gần là lúc trước ban đầu thì mẹ là nhờ cho em mình có cái đó này à. Trên Vĩnh Lộc á. À. Giờ ở đây đó. Giờ sau này mới về đây. Có cái
Đây là 1.000.000 hả? Là coi như làm giày này là đủ đủ trả tiền trọ. Dạ, có khi không đủ nữa, tại vì thiếu hụt như cái mình mượn người ta trước. À. Mượn chỗ làm trước rồi á, làm mà chịu từ từ lại. Ai bắt quanh đó? Khi ăn uống không đủ mà sớm người ta cho. À, là nhiều mà nhiều lúc thiếu thốn là gào rồi là hàng xóm đây cho. Dạ. Cô này cũng qua cho gạo này kia. Rồi hồi đó mà ở trên Vĩnh Lộc là mọi người có thương vậy không? Dạ, cũng có ai hết á. Nói chung là nhờ nhà nhỏ em á, bên chồng nó nhờ Dũng mấy đứa này giờ đẻ nó giờ tháng rồi mới đi về đây. Bên chỗ em gái mày mới lấy chồng á ha? Dạ. À. Rồi anh hỏi thăm cái sâu xíu nữa là ba mẹ em là thôi nhau lâu rồi là em nuôi mấy em từ xưa giờ luôn hả? Mẹ nuôi con mà giờ sao rồi lúc trước con mẹ em chẳng nhớ để theo nuôi nhưng mà cha Vũ này kêu á không dám nó mới nhắc em theo. Là con nghĩa là sợ á. Ừ. Là chị gái là một mình nuôi em xong rồi sau này giờ bây giờ là một mình một thân nuôi con nữa để chồng. Rồi sau này chồng về thì sao? Không biết chốn nữa luôn rồi, đâu biết đâu. Chốn rồi, không biết chơi đây đâu, chốn luôn, nó bị kim tim ở đây thở. Nhưng mà đăng clip lên về thì người chồng cũng sẽ biết sao? Em có sợ không? Dạ, ví dụ có biết này nữa thì có quậy này kia cũng nhờ tới pháp luật người ta ấy. À. Có gì nhờ hàng xóm đây kêu mấy cô ha, hoặc là nhờ công an vô can thiệp á. Dạ. À. Dạ. Một nách ba con với một người em nữa. Mà mẹ của em có hay về đây thăm không? Bỏ trước luôn á, bỏ lâu rồi. Dạ. Bữa nghe hỏi tha nghe bé thì nó kể. Nghe vụ này không kêu là một là chọn con, hai là chọn ổng. Tại giờ mẹ chọn ổng thì đi theo. Em nói thiệt chị, giờ mẹ mà chọn con thì không bỏ. Bây giờ mẹ bé chị chọn ổng à. Chắc chắn. Rồi là mẹ theo bên mẹ theo cái chú đó là mấy năm rồi? Dạ 3-4 năm rồi. 3-4 năm. Giúp đỡ nó đi chứ. Dạ em cũng đâu có giúp được cái gì thì em cứ chia sẻ, thì ai thương được em gái này thì chia sẻ thêm. Chứ dạ. Đấy là chị nói vậy đó. Dạ, chị chia sẻ. Em tên gì ạ? Em tên Thảo. Dạ. Tại chị hay cũng hay coi mấy cái YouTube á. Dạ. Nhà chị nghe tiếng em trong TV dễ thương nghe. Bởi vì chồng gặp mặt em hết trơn. Thằng muốn chiếm mà trên nội là hay giúp mấy bạn nó chị TV dễ thương lắm. Lỡ nó ủa để trong mình chơi với bạn sao không biết mà chị gọi vậy hồi xưa giờ là mình chỉ có làm dài này thôi em hả? Dạ. Làm dài này không? Là cái này là làm từ hồi mình đi làm công nhân hay là sao? Sao mình có nghề này nè? Rồi cho anh hỏi thăm cái là em là quê ở đâu? Em quê ở quận 6. Quê ở quận 6, hộ khẩu bên quận 6 hả? Dạ. Là mình là người Sài Gòn, ba mẹ là người Sài Gòn xưa? Dạ. À, nhưng mà rồi nhà cửa ba mẹ bán hay sao? Không có, đó giờ ở nhà thuê nhà mướn rồi, không có nhà cửa. Ở nhà thuê xưa giờ? Dạ. Chồng em hồi xưa nó có ngoan không? Dạ, đó thì nó cũng làm bình thường, nó này kia. Chịu làm ha. Dạ, sau này nó đi ăn chơi rồi theo người ta luôn, nghe lời người ta, không có làm bệnh gì nữa. Cái số mình nó khổ quá. Gia đình như vậy ba mẹ thì không có thương rồi mà cuối cùng gặp người chồng cũng ra gì nữa. Dạ. Nó làm
Rồi anh hỏi thăm cái là bây giờ mình làm cái này mà tiền nhà còn đủ thì sửa sùng cho mấy bé rồi thì sao? Nhiều khi người ta cho, người giúp ít cho mua kia. Làm tới 1 giờ đêm. Dạ, làm tới 1 giờ đêm hả cô? 1 giờ đêm mới mở cửa. Dạ. Nhà sát bên nè. À, cô nhà gần đây ha. Bên luôn dạ. Đi, hả? Tôi nghe là ở bên đây là còn thức mà tôi ngủ một chất rồi mà bên đây còn làm. Dạ. Ban ngày đâu có đủ đâu, phải tranh thủ làm hết em có tiền. Làm đến 1, 2 giờ đêm luôn em? Dạ. Có cao điểm nhất rồi, có khi nào làm đến 2, 3 giờ sáng không? Có, lúc trước có. À. Lúc trước ở bên đường, kia làm tới 3, 4 giờ sáng, ngủ được 1 tiếng, 2 tiếng vậy làm tiếng. À, vậy hả? Ngủ có 1 tiếng, 2 tiếng thôi. Dạ. Ừ. Thôi, tôi không phải nói sát bên nè. Cái hả, tôi thức giấc giờ nào cũng nghe, mấy mẹ con dù gì dù gì. Mà tôi nói, tôi khuyên, tôi nói thôi khi mấy đứa nhỏ nó ngủ đi, mình thức đi thôi. Mà nó không ngủ. Mấy đứa nhỏ nó thức đúng theo mẹ nó luôn. Ừ, thức luôn. Dạ. Tôi sợ là nó có. Dạ. Tôi nói là con không nó ngủ trước đi. Con không nó ngủ đi. Con không nó ngủ đi. Đây là cái nhà cái phòng trọ cả nhà. Em gái cái tay bị sao vậy? Để hả? Buồn chồng từ từ đó hả? Rồi tháng này đóng tiền trọ chưa? Chưa đóng hả? Gần tới trọ rồi. Dồn đủ tiền chưa? Giờ đang cố làm hay cho đủ tiền đó. À, em mới nói là cố gắng tranh thủ làm cho đủ tiền để đóng tiền trọ tháng này. Thì thôi giờ cố gắng làm nuôi con ha, chứ đừng có nghe lời ai mà đừng có thương ai thêm nữa, khổ nữa. Có sợ không? Dạ sợ quá. Nhưng mà có anh nào đó vô nói thôi chịu đi rồi anh phụ nuôi con cho sao? Mẹ nó vậy sợ rồi. Dạ. Mẹ nó vậy nó sợ nó dám anh nào vô đây nữa. Thôi mẹ đừng có. Dạ. Đừng có anh nào nữa mà thương nữa mà khổ không biết co thương được không mà. Sợ mấy đứa đó chứ không anh nào còn giống như hoàn cảnh vậy nữa không sợ. Xíu mà. Giữ là giữ em. Dạ, mấy cô đây cố gắng thương giùm chứ. Trời ơi, đỡ. Lo cái dạ. Cái ăn cũng đã mở ra cho vậy. Con à, tôi con chạy ra cho vô mày à. Thì mình không có tốt. Ông chạy cho nó sao? Dạ. Dạ. Thảo trên TV dễ thương quá trời á. Bên ngoài cũng dễ thương hả cô? Đi đi gặp bóng mấy người quà dễ thương nữa. Em nói chuyện giống cái anh có hai đứa con đại não. Dạ, cái dòng người miền Trung nó vậy đó chị. Con gái ngồi xuống đi. Con gái ngồi xuống đi. Thôi Vân ơi, nghỉ tay xíu đi ha. Thì cũng xiên lắm, hồi nãy giờ mọi người coi cái câu chuyện là Vân nó tranh thủ làm để cho nó có sản phẩm, nó có hàng để mà kiếm tiền đóng trò, chứ đôi khi mấy anh chị cô chú thông cảm giúp, nói sao mà không có nhìn vô
máy quay á, yeah. Mà cái cúi mặt thì đó là tại vì đang làm khâu bằng kim cho nên mọi người thông cảm chút. À, thì hôm nay anh ghé thăm thì có cái cô Navi Mạ ở bên Mỹ á. Yeah. À, thì cô có tặng cho gia đình mình 2 triệu đồng để có tiền em đóng trò ha, yeah. Cũng như lo sửa súng cho mấy bé. Đây. Anh được 1 triệu. Rồi 2 triệu. Rồi, cảm ơn chú đi con. Hôm nay con mắc cỡ hơn con. À, rồi Vân thì Vân cũng cảm ơn cái cô Navi Mạ ở bên Mỹ á. Dạ, cảm ơn cô Navi Mạ. Thì thôi, cố gắng làm lo cho mấy cái bé ha. Dạ. Ừ, chắc mọi người coi rồi cũng đồng viên á. Thôi đừng có theo anh nào, đừng có thương anh nào nữa. Để... có làm tới ngày trong nhà giúp bạn bè nhỏ lớn. Ừ. Thôi thương lo cho. Hiện tại mình đang ở trò đây là xã Đa Phước hả? Dạ. Xã Đa Phước thì mình chánh thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà. Nhưng mà chắc anh nghĩ là ví dụ anh xin cái số điện thoại của Vân mà đăng lên Vân có ngại không? Tại sợ đôi khi mấy anh chị nhiều người họ gọi. Họ gọi em có phiền không? Dạ. Vậy thôi. Tại vì sợ đôi khi có mấy anh khác coi thấy Vân dễ thương rồi lại có cái gì đó không tốt thì đó thì anh sợ vậy đó. Đó thì nhưng mà ví dụ tùy hay ví dụ nếu mà có gì khiếm nhã, ví dụ có cái độc giả nào đó mà coi được mà khiếm nhã thì mình ngắt cái cuộc điện thoại đó đi ha để tiếp tục công việc ha. Đó, thì Vân có thể đọc cái số điện thoại của em cho mọi người được không? 0372092673. Rồi đó là số điện thoại của Vân. Cả nhà ai mà có muốn thăm mấy mẹ con thì có thể gọi điện để em Vân chỉ cái chỗ nhà trọ cụ thể hơn để mà đi vô. Vậy thôi, anh ghé thăm mấy mẹ con. Rồi chào em ha. Dạ. Chào mấy cô nha. Dạ. Dạ. Rồi thôi tiếp tục công việc đi. Vậy mẹ làm. Đi coi YouTube quả gì. Dạ. Giỏi lắm. Rồi chú chào mấy con nha. Dạ. Dạ nhớ chưa? Chứ không có ngút đầu. Dạ. Dạ đi.